Xin chào anh chị, hôm nay thì em Toki có sưu tầm được một bộ chén thuộc dòng gốm sứ là Arita Imarigon. Và cũng chia sẻ với cả nhà là em chơi gốm cũng rất là lâu rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà em sưu tầm được bộ chén này luôn. Thì em cũng rất là mừng nên là chia sẻ lên, giới thiệu lên cho anh chị có thể biết thêm một cái mẫu chén rất là đặc biệt hiếm này nha. Thì giới thiệu với cả nhà bộ 5 chén cơm thuộc dòng gốm sứ Imarigon. Thì bộ chén này là bộ chén trước đây em cũng đã từng sưu tập được này, bộ trà này, rồi thố này, ly này, rồi bộ rượu này, cũng rất là nhiều dòng liên quan đến cái dòng Imarigon vẽ vàng dày này. Nhưng mà nói là riêng về cái bộ chén ấy, mà chén này á, dáng này luôn á, là đây là lần đầu tiên em sưu tầm được cả nhà. Và trước tiên thì em sẽ giới thiệu đến cả nhà về phần kích thước của bộ này. Với kích thước thì chiếc chén sẽ có đường kính là 14,5 cm nha cả nhà. Chén này là chén bát, như kiểu là bát lỡ cả nhà, lớn một chút xíu. Và chiều cao sẽ là 6 cm. Bát này thì lại là dáng tròn và dáng rất là đẹp, giống như là bát cơm của người Việt vậy cả nhà. Mà là size cũng chung chung lớn lớn nha cả nhà. Với phần đường viền là vàng cả nhà, vàng rất là dày và vẽ vàng rất là đã luôn cả nhà, rất là sang trọng. Cái phần cốt gốm bên trong thì anh chị sẽ thấy cái cốt gốm sẽ được phủ men một cái men màu như kiểu là màu hơi ngả về xanh một tí xíu cả nhà. Rồi chúng ta sẽ đi đến hoa văn họa tiết xung quanh của bộ chén này nha. Những bông hoa cúc và những cành hoa dây đây, và đặc biệt là những cái bông hoa nhiều cánh rất là đẹp. Đây, trung tâm chúng ta sẽ còn có một mảng trang trí hoa và vẽ vàng nữa nha cả nhà, rất là đẹp. Phía bên dưới cái phần chôm thì sẽ được chạy chỉ vàng, và đặc biệt là chuyện ký bên dưới là chuyện ký bút ký trên cái nền xanh nhé cả nhà. Đây, anh chị có thể coi vào cái phần cốt này, cốt rất là đã nhá. Cái cốt và tráng men cũng như là cốt sứ này cực kỳ đã luôn, và đặc biệt là cái ánh vẽ vàng ở trên những chiếc chén này, những chiếc chén rất là sang trọng. Về cái màu nền của chiếc chén này thì anh chị có thể xem dùm em. Thực ra cái này không phải là màu đen hẳn nhé cả nhà, nó sẽ nghiêng về hơi xanh một tí xíu, nghiêng về màu xanh đen và vẽ vàng lên nha. Và đặc biệt là phần viền vàng ở phía ngoài cũng như là phía bên trong của chiếc chén như thế này, một chiếc chén rất là đã cả nhà. Và hôm nay thì em cũng có cơ hội là sưu tầm được một bộ của Nhật thì thường thường luôn luôn sẽ có là 5 chén nhá cả nhà. 5 chén, hoặc là như anh chị sẽ thấy là một bộ trà thì sẽ có 5 ly cả nhà. Và bộ này thì cũng đặc biệt là hiếm, và hôm nay thì em cũng rất là may mắn khi mà có cơ hội sưu tầm được, nên là em giới thiệu lên cho anh chị biết thêm về bộ sưu tập này. Rất là cảm ơn quý anh chị. Và nếu như anh chị có nhận ý muốn cùng gốm Nhật Toki sưu tầm giao lưu thì anh chị có thể trao đổi qua Zalo với gốm Nhật Toki 0901112334. Rất là cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Và một lần nữa thì em xin được tạm kết video tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các tác phẩm sưu tầm tiếp theo của gốm Nhật Toki.